Có chuyện gì vậy bà? Mày phá vừa vừa tôi phải không? Mày chạy hả? Mày nhắm mày thoát khỏi cái phòng này không? Hả? Gì vậy bà? Mày hỏi cái gì nữa hả? Tao nói mày gửi từ quan chức, mày gửi chưa? Con gửi rồi mà. Tao gọi nói mày gửi 5 triệu mà mày gửi 50 triệu. Ngốc! Mày đứng lại! Bà ơi! Bà! Con mày chạy hả? Dạ. Mày là cái thằng phá hoại. Mày chạy phải không? Bà ơi! Bà ơi! Tao nói mày đứng lại! Bà! Mày đứng lại! Bà! Bà ơi! Bà ơi! Bà đừng có như vậy mà bà! Bà nghe con nói nè! Bà ơi! Mày không đứng lại! Mày đừng có hỏng bá nhà này! Dạ không! Đứng lại! Còn sao? Đứng lại! Bà ơi! Bà! Mày thả! Mày ngon mày chạy luôn đi! Con ngon mày về! Mày mới về hả? Tao quánh mày cho vợ mày nó nhận không ra mày luôn á! Trời ơi! Ủa anh Ngọc! Tâm Y! Dạ? Là anh Biểu! Một hồi nữa chắc thằng Ngọc nó sẽ mò về! Con khóa cửa cẩn thận, không cho nó vô, nghe chưa? Dạ. Còn nữa, nếu mà nhìn thấy nó, báo cho biết liền. Dạ, con biết không? Ừ. Gái thật xinh đã đến và hôn vợ môi của tôi. Xinh quá trời quá đất. Xinh quá trời quá đất. Cô gái đó là em đúng không? Chứ ai nữa. Ừ, bố xa hai đứa. Ủa, đi đâu mới về? À, đi ngoài cái tí việc đó mà. Mày sao nay về trễ vậy? À, tại vì... Anh ơi, anh vô đi. Chào mọi người. Chào anh. Ủa anh này phải là cái anh hôm bữa bị cháy cái áo không? Ủa anh Ngọc. Ủa, cô giáo. Cô giáo ở đây hả? Dạ đúng rồi. Ờ thiệt là ngại quá. Ủa mà anh ai qua đây thì biết được. Ờ Ngọc. Dạ. Sao cô lại đến đây vào giờ này? Công nhận nhà cô đẹp ghê ha. Cổ điển mà tinh tế nữa. Nhưng mà mấy nhà nào ở mình sợ ma lắm không? Có gì đâu mà sợ ma chứ. Ở đây đông người vui mà. Dạ đúng rồi. Ủa sao con lại đến trễ vậy? Dạ con với ba con bất đồng một số chuyện ở công ty. Cho nên cô cho phép con ở đây vài ngày nha cô. Không sao đâu, con được khách sáo. Cô đồng ý mà. Nhưng chỉ có điều là ở đây hơi bất tiện chút đó. Dạ không sao đâu cô. Con cảm ơn cô trước nha. Nhưng mà nếu được á, cô gặp ba con, cô đừng có nói là con ở đây nha. Cô biết rồi. Julian. Dạ. Còn có bộ đồ nào cho anh mượn đỡ nha. Quý mà đem, có liền. Anh, theo em. Dạ, đi thay liền. Dạ, đi thay đi. Dạ, chào cả nhà. Dạ. Dạ. Hôm bữa tôi gặp ông ở công viên á là tôi thấy thích rồi. Mà lần này á, càng nhìn ông càng đẹp trai. Ồ, đẹp trai, dễ thương mà đã vậy á, tính còn hiền nữa chứ. Ảnh được mệnh danh là Ngọc Sama. Nhiều khách hàng làm gì cái ảnh á, đặc biệt là khách hàng người Nhật hết á lắm á. Nhìn cậu ấy ai mà không thích chứ. Ở độ tuổi đó mà được như vậy là quá hấp dẫn rồi. Trời, con là con trai mà con còn thích ổng nữa, nói chị ai. Mạnh Ngọc á, tốt thiệt á. Những người yêu thích Minh Ngọc. Anh đang ở nhà của Julian. Tối nay anh ở đây một đêm nha. Chú ơi, sao người chú thơm quá vậy? Kết chú rồi đó nhé. Thành viên mới Harry. Ủa cô hả? Con xin lỗi cô. Hết hồn hết vía. Tại con mặc nguyên bộ đồ trắng, con tưởng con ma trong này nhảy ra ngoài. Giờ này vẫn chưa ngủ sao? Dạ xin lỗi cô, tại con chưa buồn ngủ, con phim ma chút xíu sợ và dễ ngủ. Dạ con ngủ trước nha cô. Ah!
thiệt á. Quỳnh thiệt đó. Không muốn ngủ phải để người khác ngủ chứ. Người gì đâu mà vô ý vô tư quá vậy. Lễ Liễu rút khỏi danh sách. Có ai trong đó không? Có ai không? Ủa? Sao kỳ vậy ta? Gõ cửa không ai lên tiếng hết, mà cửa là khóa. Ủa anh Ngọc, cái cửa bị hư rồi. Hả? Nếu mà anh muốn mở á thì... Hay vậy hả? Đúng rồi, cái xài này. Cửa tôi lết giống thùng ATM như quẹt thẻ mở được hả? Cảm ơn nha. Dạ, chào cô. Ừ, đêm qua con ngủ có ngon không? Dạ, cũng được cô. Mà hình như cô có vẻ mệt mỏi quá vậy. Đù tréo suốt đêm ai mà ngủ cho được. Dạ. À thôi cô đi nha. Dạ con chào cô. Hai người đang làm gì vậy? Chơi giật tay hả? À ừ. Đúng rồi anh, giật tay. Tiếp nè. Lại ha. Không thua đâu. Rồi. Để tay gì sao đúng, thua phải rồi. Em phải để tay cho chuẩn cái chỗ này nè. Chuẩn chỗ này là chỗ này. Ừ, chỗ, đây nè, ví dụ đây ha, phải chuẩn vậy nè. Chứ để cái tay mới lệch để làm thua, hiểu không? Quốc ơi, gì? Có điện thoại kìa. À, ừ. Đợi tôi đi. Tôi lên nghe điện thoại xong xuống. Tôi có cách để tay mới là chết với tôi. Rồi, đợi ông nha. Julian. Dạ. Chơi với anh đi. Ngày xưa còn đi học á, anh là vô địch giật tay đó. Ờ, ok anh. Vô ha. Từ nha, để mở 2-3 nha. 1, 2, 3. Ôi da. Rồi sao mà giật nhanh quá vậy? Chơi lại lần nữa nha. Chắc em cũng phải chuẩn bị đi rồi, tại em có xíu việc á. Chơi lại lần nữa thôi, đâu có tốn nhiều thời gian đâu. Đi làm lại lần nữa nha. Từ từ nha. Anh đếm quá nha. Dạ rồi, em sẽ phép em đi nha. Khoan. Chơi với anh thêm lần nữa nha, lần dạ. Cuối. Em trễ lắm rồi anh, một lần chơi một lần cuối nữa thôi nha. Một lần cuối của anh nãy giờ là một tiếng đồng hồ rồi. Anh hứa bây giờ một lần cuối thiệt á nha. Một lần nữa nha. Ừ, một lần nữa. Từ từ nha. 2-3. Dạ rồi, em xin phép em đi nha anh Ngọc. Khoan, dạ. Ngồi xuống. Cái gì nữa vậy anh? Em trễ lắm rồi. Tại sao lại có thể có một người đàn ông mạnh đến như vậy được? Chơi với anh thêm một lần nữa. Dạ thôi anh. Một lần này chắc chắn là anh sẽ thắng em nè. Một lần cuối cùng thôi, anh sẽ thắng em thiệt á. Rồi một lần cuối cùng nha. Ừ. Dạ rồi. Từ từ nha. Từ từ nha. Đếm nha. Em đếm nha. 1, 2, 3. Dạ rồi, anh thắng rồi, em đi nha. Ngồi xuống. Nhanh Ngọc. Anh kêu là anh thắng là em đi mà. Trơn gian nha. Rõ ràng là em giả bộ em thua. Làm sao mà thắng dễ dàng gì được. Bây giờ chơi danh thêm một lần nữa đi. Chơi một lần cho đàng hoàng vô. Rồi em đi đâu em đi. Một lần nữa thôi. Rồi một lần cuối cùng em đi đâu em đi nha. Ờ. Không có trơn gian, không có nhường nha. Tính anh ghét ai nhường lắm á. Từ từ nha, đếm đàng hoàng nha. 1, 2, 3. Dạ rồi, xin phép đi nhanh Ngọc. Khoan. Cái gì đấy vậy? Trời ơi. Julian rút khỏi danh sách. Quốc, cho anh mượn cái thẻ quẹt cửa toilet cái nha. À, cái thẻ hả? À, đây. Đây nè. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Ah!
Dữ gì vậy? Anh trả thầy á. Anh làm gì kỳ vậy hả? Ủa, chuyện gì em? Em đang tắm, tự nhiên ổng mở cửa xong vô, thấy người em hết trơn rồi nè. Không phải vậy đâu. Sao? À? Cái gì đây? Tự không có người trong cho nên anh mới mở cửa vô. Người ta tắm mà không có người. Thì ra mượn cái thẻ của tôi là vô coi người yêu tôi tắm được không? Không, bình tĩnh nghe anh nói nè, anh không có thấy gì hết đó, tôi thiệt á. Là sao? Anh chỉ thấy có cái lưng không à? Muốn chết hả? Thêm hai người rút khỏi danh sách. Em thấy chương trình này hay không? Ê, hai người chơi domino với em đi. Thôi, không ai chơi với người ăn gian như em á. Bà chơi tôi đi. Bà tính dụ tôi này vậy, đừng có mơ. Hai người kỳ cục quá à. Tôi chơi ăn gian có một lần thôi chứ bộ. Một lần thức tính, dạng lần thức tinh. Chương trình này vui quá. Có sao mọi người? Chào anh. Ủa mọi người coi cái gì vậy? Julian, à, chơi giật tay với anh nha. Dạ dạ, em chào anh Ngọc. Mọi người chơi gì vui vậy? Đi em. Cái gì vậy? Sao coi TV nữa kìa? Không thấy. Anh lụm cho. Dạ, cảm ơn anh. Ồ, domino này của em hả? Dạ đúng rồi. Vậy chơi với anh dán nha. Dạ. Chọn nhị. Tới anh á. Đầu lục, đầu nhị hả? Ừ. Sao? Sao ta? Giờ lỡ bóc mà không có là ôm điểm nữa. Vậy anh báo không? Hay là anh đi hay anh thua? Từ từ em, để anh suy nghĩ chút. Cái cờ này nó bác học, nó thâm thúy lắm. Sao ta? Lỡ bóc mà không có là ôm điểm nữa. Anh bóc nha. Rồi thôi anh bóc, để anh bóc. Thì trước sau không phải bóc chứ mình lại ngồi vậy hoài. Mà thôi đi, lỡ bóc không có ôm điểm nữa. Trời ơi, vậy cuối cùng anh quyết định thì sao? Từ từ để anh suy nghĩ chút xíu em. Cờ này nó thâm thúy lắm, nó bác học dữ lắm. Em ấy đang cầm lá gì vậy ta? Nếu mình bóc nữa thua thì sao? Không được, không được manh động. Phải suy nghĩ cho thật kỹ mới được. Sao ta? Cuối cùng anh quyết định sao? Vậy anh bóc bài hay là anh thua hay là anh đi? Để em biết đường em đi. Em đợi nửa tiếng rồi đó. Từ từ đợi chút xíu đi em. Cờ này nó thâm thúy uyên bác lắm. Em không có dội được đâu. Nhiều khi một nước cờ phải suy nghĩ nửa tháng mới đánh ra đó. Trời ơi, giờ sao? Thôi giờ bóp đi chứ sao. Không lẽ giờ ngồi về hoài. Nhưng mà thôi đi, lỡ bóp không có ôm điểm nữa. Còn duy nhất một mình con chó. Bà tới xong báo trước. Không có gì quan trọng đâu. Có chút chuyện nói với ông thôi. Chuyện gì? Chuyện thằng Ngọc, con rể của ông đó. Thằng Ngọc hả? Nhà đi đâu hết trơn trời, không còn ai vậy. Chán thiệt chứ. Cũng may còn mày. Qua đây giật tay với tao nè. Đi qua đây. Cái gì vậy, cái gì vậy, tôi buồn ngủ. Đi mà, nó ngủ mày đó. Đi, còn có mình mày thôi đó, đi. Tại vì mà kéo tôi nhiều chó vậy. Đi lên trên này nè. Đi lên trên này. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, nhạc thở, nhạc thở. Thấy là hết thích trà nội rồi.
Trời, thôi gì? Chết. Giận mình hoài. Anh Ngọc ơi, ăn coi TV xong chưa cho em coi được không? Ừ, đợi anh chút nha, trận banh này đang hay quá, anh coi chút xíu nữa nha. Dạ. Đúng rồi. Giận hoài rồi. Ngáp! Mày đâu rồi? Ngáp! Ba tụi tới, ai nói tụi ở đây vậy? Trốn, bây giờ có chỗ nào trốn kỹ không, kín không? Không có liễu. Cảm ơn nha, nhớ đừng có nói ba tụi trong này nha, nhớ nha, nhớ đó. Mày đừng có thấy thằng Ngọc đó không hả? Nó rồi. Trung mày đi, ba tao về đâu. Giờ sao xóa ta? Không phải cái này, hay là cái này? Trung mày đi! Ba con không về đâu. Tao cho mày ăn đạp bây giờ. Đi về. Con không về đâu mà. Con không về đâu. Mày đứt. Đi về với tao. Không, con không về đâu. Gì vậy nè? Ba buông con ra đi. Tao không buông. Đi về với tao. Hai, con có điện thoại. Không có nghe cái gì hết. Đi. Hai, từ từ ba. Tôi đi rồi, mọi người đừng có buồn nha. Bye ba. Mày. Từ từ ba. Trời, đúng là đồ điên mà. Của chú làm rớt hả? Ờ, đây chú. Dạ, mà hình như chú tính sai rồi đó chú. 22 x 2 là bằng 44, mà chú ghi có 24 à. Nay cũng bắt bẻ chú luôn hả? Dạ không, con không có ý đó đâu chú. Chú nói cho con biết, công việc của con là quét dọn, lau nhà, lau cửa, đừng có xía chuyện người khác, biết chưa? Dạ, con chỉ sợ là chú bị ông la cho nên con mới nhắc chú à. Sợ chú bị ông la, con càng ngày càng quá đáng lắm á nha. Dạ, con xin lỗi chú. Làm gì ồn ào vậy? À, dạ, không có gì đâu ba. Chuyện gì? Con đang tính sổ sách rồi nè, mà cái con bé này... Đang tính sổ sách hả con? Dạ. Ai kêu làm? Ba kêu con làm hả? Chẳng phải ba đã nói là tất cả những cái chuyện mà thanh toán sổ sách thế này kiểm tra là đưa cho trưởng phòng Khiêm không? Dạ, nhưng mà tại con thấy mấy cái này sổ sách quan trọng không à, cho nên con đem về nhà con làm cho nó chắc. Ồ vậy hả? Dạ. Chính vì quan trọng á mới đưa người khác làm. Con đừng có làm những cái chuyện mà nó liên quan đến vấn đề mà động não á con. Hiểu không? Con hiểu hả? Tức là tất cả những cái chuyện gì mang tính chất động não con không làm. À mà không, bây giờ về đi. Con phải tập mình sống với một cái tinh thần là coi như là không có đầu. Hiểu không?
Nhưng mà ba, mình đang có đầu mà sao mà sống như không có đầu được. Tôi giải thích thế nào tao? Có nghĩa là như thế này, con không phải làm những cái chuyện này. Chuyện này của người khác làm, hiểu chưa? Trời ơi, trời ơi Ngọc, ơi Ngọc, đưa đây cái viết. Sợ nó quá rồi. Con nhìn cái gì? Dạ. Đừng có giả bộ nữa, nhìn thẳng vô mặt chú rồi nè. Có phải là con cũng có ý nghĩ giống như ông không? Dạ. Kêu người có đầu sống với ý nghĩ là mình không có đầu đúng không? Dạ không. Chú nói cho con biết nha. Đây nè, nhìn cho kỹ nha. Chú nè, có đầu đàng hoàng nha. Dạ. Tâm ý. Dạ. Chú con vô tủ lạnh lấy gà nấu cho gà đậu xanh cho chú nha. Dạ, trong tủ lạnh hết gà rồi chú. Vậy con chạy ra chợ mua gà đi. Chú muốn ăn cháo gà đậu xanh. Con định tối nay nấu canh cua đồng cà pháo. Chú không thích món đó hả? Con lỡ sơ chế hết rồi. Cái gì mà canh cua đồng cà pháo? Con nghe chú nói rõ hả? Chú muốn ăn cháo gà đậu xanh. Tâm ý. Bộ chú làm phiền con lắm hả? Dạ không phải đâu chú. Tại con định một lát con lấy hết mình mùng đi giặt. Chuyện nào ra chuyện đó, nghe cho rõ nha. Trong ngày hôm nay chú muốn ăn món cháo gà đậu xanh. Chị ơi, bộ chị lại phật ý chú nữa hả? Không phải đâu. Vậy tại sao chị lại bị chú la? Thì tôi nói cho hai chị em mấy người biết nha. Bạn nói đi. Tại vì ba tôi á ghét hai chị em mấy người. Nhìn hai cái mặt của chị em mấy người á, có hư muốn chết luôn à. Ủa Tâm Ý, cô tìm gì em tủ vậy? Dạ con tìm đậu xanh để nấu cháo gà đậu xanh đó cô. Cái gì? Ủa đậu xanh cô nấu ăn hết rồi còn gì? Dạ vậy để con đi mua cái khác. Nè thôi đi, bây giờ trễ lắm rồi còn đi mua gì nữa. Con lấy con gà này nè, kho xả ớt cho cô nha. Dạ nhưng mà chú nói là muốn ăn cháo gà đậu xanh mà cô. Cô nói không là không. Cứ lấy con gà này kho xả ớt cho cô đi. Mấy đứa nhỏ trong nhà này đâu có ai thích ăn cháo đậu xanh đâu. Mà nghe lời nha, kho xả ớt cho cô đó. Món gì đây? Cháo gà đậu xanh đâu? Dạ, tại hết đậu xanh rồi cho nên con làm món gà xào xả ớt. Để mai con làm cháo gà đậu xanh cho chú nha. Tâm Ý, con hiểu tiếng người không vậy? Chú nói là chú muốn ăn món cháo gà đậu xanh mà. Ba, sao vậy ba? Dạ, con cũng định đi mua mà cô kêu là cứ làm món gà xào xả ớt đi. Cháo gà đậu xanh với lại gà xào xả ớt thì cũng là thịt gà thôi con. Hai món rõ ràng khác nhau mà ba. Món gà trong dĩa này toàn là xả ớt không nè, ba không thấy hả? Ủa ba, ăn miếng xả ớt đâu có sao đâu ba. Ba, thôi đâu rồi. Đi đâu á? Còn muốn ăn nữa, Tâm Ý, trong ngoài gặp chú một chút đi. Dạ. Ôi cái thằng này, nói vậy mà nó cũng dối cho được à. Tại sao con làm như vậy? Con coi thường chú vừa vừa thôi chứ. Tại sao con lại coi thường chú? Bây giờ con nói đi, chú cần biết lý do. Tại sao? Anh với Tâm Ý làm gì qua đây vậy? Không có gì hết á, em đi vô trong đi. Em nghe rồi. Em mới là người kêu Tâm Ý nấu món gà xào xả ớt nè. Anh biết rồi. Nhưng vấn đề ở đây không phải là cái món gà xào xả ớt đó. Mà vấn đề ở đây á là anh với con bé này có chuyện quan trọng cần phải giải quyết. Chuyện gì mới được chứ? Chuyện gì kệ anh, em vô trong đi. Bây giờ coi như em không biết chuyện gì rồi, em đi vô đi. Để anh giải quyết. Vậy cũng được nữa hả? Được hết á. Tâm Ý. Dạ. Pha cà phê xong rồi ra chú biểu nha. Dạ. Dạ, con mời chú. Tâm Ý. Dạ. Con ngồi đi. Dạ, sao vậy chú? Chú có chuyện muốn nói với con. Con nói là con chưa từng coi thường chú đúng không? Dạ. Hên là chú đã quay phim lại. Con có biết trong khoảnh khắc con đưa báo cho chú, con đã coi thường chú bao nhiêu lần không? Dạ.
sơ sơ cũng 6 lần. Dạ, 6 lần lần hả chú? Chứ còn gì nữa. Bây giờ chú sẽ cho con coi để con tâm phục khẩu phục. Nhìn đi, đây là bằng chứng đầu tiên con đã coi thường chú như thế nào. Dạ, con coi thường chú chỗ nào vậy chú? Từ cửa bước vào, đầu của con hướng về ai trước? Hướng về phía chú đúng không? Nhưng con lại chào ai? Dạ, con chào chú. Chào con. Tối qua chú. Con nhìn kỹ đi, đầu con hướng về phía chú, nhưng con lại chào cậu sĩ trước. Sao lại vậy? Vị trí của cậu ba trong nhà này lớn hơn chú hay sao? Hay là con thầm thương trộm nhớ em vợ của chú? Đương nhiên là không rồi đúng không? Chỉ có một điều duy nhất thôi, đó là con coi thường chú. Chưa hết đâu, con nhìn tiếp đi. Chú ngủ không? Dạ. Sau khi con chào cậu ba xong, con đã làm hành động gì? Dạ, hành động gì vậy chú? Con đã đạp lên giày của chú. Con có biết đạp lên giày của một người khác cũng đồng nghĩa là coi thường người đó không? Chưa hết đâu, con nhìn cho kỹ đi. Cho chú lấy đôi giày cái. Dạ. Báo của chú nè chú. Tối qua chú ngủ có ngon. Con có phát hiện ra điều gì không? Con đã làm chuyện gì vậy chú? Con không phát hiện ra luôn hả? Con hãy nhìn cho kỹ đi. Con vừa chào chú mà con còn ở hơi nhẹ một cái vô mặt chú nữa. Nè, báo của chú nè chú. Tối qua chú ngủ có ngon. Nghe chưa? Nghe lại lần nữa nha. Tối qua chú ngủ có ngon. Đó, như vậy không coi thường chú là cái gì? Chưa hết đâu, còn nữa nè. Con nhìn cho kỹ nha. Tâm ý à? Con đưa báo cho chú, con giả bộ đưa hai tay, nhưng sau đó con rút lại còn một tay. Như vậy là hành động coi thường chú đó. Để chú xả lại cho con coi nha. Con thấy chưa? Tâm ý à? Con coi thường chú quá rồi đó Tâm ý à. Nhưng vẫn chưa hết sự coi thường của con dành cho chú đâu. Tiếp nè con, chịu khó ngồi coi nha. Tâm ý. Dạ. Pha chú liền. Dạ. Chú kêu con đi pha cà phê, chú chưa nói hết câu con đã dạ rồi. Đó là một sự coi thường người khác. Nhưng đau hơn nữa, nhìn đi con, chú cứ ngỡ là sau khi con dạ xong rồi con đi pha cà phê liền cho chú. Nhưng sự thật rất phũ phàng, con không hề đi pha cà phê cho chú, mà con còn nấn ná con đứng con nhìn thằng sĩ. Nó có gì hơn chú? Con thương thầm nó đúng không? Dạ. Trong chuyện này chỉ có hai điều thôi. Một là con thương thầm thằng sĩ, hai là con coi thường chú. Bây giờ chú hỏi con một lần cuối, con chọn đi, con thương thầm thằng sĩ hay là con coi thường chú? Con nói đi. Thương thầm thằng sĩ đúng không? Dạ con xin lỗi vì đã coi thường chú. Điều đó là thành sự thật. Tâm ý à, chú biết thế nào con cũng nói câu này. Nhưng thôi, chuyện đã lỡ rồi chú bỏ qua. Từ đây về sau, con không được coi thường chú như vậy nữa. Chú nói cho con biết, bổn phận của con là người ở, con phải tôn trọng chủ của mình. Chú là con người có cái đầu, chú biết tất cả mọi chuyện, con không qua mắt được chú đâu. Dạ, con xin lỗi chú,
Từ nay về sau con không dám coi thường chú nữa. Con xin lỗi chú. Trời ơi. Dạ. Con vừa hứa chú cái gì? Con nói con không coi thường chú nữa mà. Vậy mà vừa nói dứt câu con đã quay đầu con đi. Con không thèm nhìn chú nữa. Dạ, con xin lỗi chú. Con xin lỗi chú. Trời ơi là trời, sao trong nhà này ai cũng coi thường tôi hết vậy? Chẳng còn thời gian để ta ngồi ca lắm. Đời muốn đeo đắp và xin hàng. Nhưng mà tim của ta vững vàng.